Đây là thượng nguồn sông Đà rồi, bọn tôi đang đi gần đến Trung Quốc rồi. Đi bắt cá thôi. Đi bẫy, đi săn thôi mà. Đói lắm. Không có cơm ăn. Đẹp không? Các anh chị có thấy đẹp không? Thôi giờ đi bắt cá nhá. Cá đây này. Đây này, đây này, đây này, đây này. Đấy. Đấy, con này con cá gì? Ui, nặng thế. Cá sông Đà đây này, cá này ở xuôi không bao giờ có. Đẹp chưa? Đây này, cá này hiếm gặp lắm. Cả đêm hôm qua mới được con này đấy, không phải tự nhiên nó bơi vào đây đâu. Nặng mình mấy cân nhưng mà, ui, nhìn này. Để tay tôi đây này. So này. Đây là con cá măng. Cá măng thì ở đâu cũng có thôi mà. Con này ăn có ngon đâu mà. Con này mới ngon. Con này chiều này làm gỏi đây. Nhìn nhá, nhìn đằng kia nó nhá. Ôi. Sợ chưa? Ui, mệt lắm. Đi 2 ngày rồi. Nhưng mà ăn thì toàn cá thôi, nhiều cá lắm.